Rồi, chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi ha. Thì nay mình có vài món linh tinh mình lên sóng, thì anh em khó nghe mình mô tả cho thật ít và rõ ràng trước khi anh em xuống tiền mua hàng ha. Thì vẫn như mọi lần thôi, thì mình sẽ không có ship code nè và cũng không có bao ship luôn ha. Rồi, đầu tiên là mã số 0 thì mình có một cái bếp ga mini. Thì cái này có đầy đủ hộp nha anh em, nhưng mà nắp nó thì mình để bên này. Thì khi nào gửi mình sẽ lấy cái nắp đó mình đóng vào đây. Đó, một cái bếp ga mini mới, rất là mới luôn. Mới gần như là chưa xài nha, tại vì mình thử lên lửa thì nó chuyển qua cái màu này, chứ đúng ra là nó là cái màu này. Đó, thì cái này nó gấp rất là gọn ha, nó có chân để khi mà anh em nấu hoặc này kia nó xa cái bình ga ra và dây dẫn ga ra đây. Thì dây này nó sẽ sử dụng cho cái bình ga du lịch ha, thì mình bán là 250.000. Nó có một cái con IC ở đây nè, nhưng mà nó hư con IC. Thì một là anh em có thể làm giống như là cái hộp quẹt cũng được. Đó, nhưng mà khi mà anh em đúc cái cây ti vào để anh em bấm thì nó hơi cực nè, trong này nó còn cái ti đó. Đây là cái tim lên lửa. Cái thứ hai á là nó là anh em có thể dùng cái hộp quẹt anh em mồi ha, anh em mồi vào đây đó, thì anh em sử dụng bình thường. Ở đây thì nó dính dơ nè, có dính cái nhựa nên là khi lên lửa nó hơi vàng vàng xíu nha. Thì về anh em có thể tự vệ sinh đó, hoặc là đốt cho nó cháy hết thì nó sẽ không còn bị màu vàng đó, nó vàng có một góc này thôi anh em. Đó, thì cái này mình bán mã số 0 250.000 ha. Cái này anh em muốn thử á, thì cuối clip mình sẽ có cái clip thử cho anh em. Đó, đây, dây dẫn ga đặt ở đây anh em nấu nè. Dây bình ga ở đây nó xa ra, nó không có anh em khỏi có sợ là nguy hiểm này kia. Ở cái này đầy đủ hộp ha. Tại vì mình lấy cái nắp mình đựng cái vật khác rồi. Mã số 0 là 250.000. Rồi mã số 1. Mã số 1 thì mình có giá là 100.000 nha anh em. Một cái đồng hồ đo vòng tua lên tới 10.000, nhưng mà nó đang bị trục trặc ở cái mạng nào đó anh em. Thì bây giờ mình sẽ thử sơ cho anh em ha. Thì con này mình sẽ cho nó chạy mát tốc đi. Con này là con TD171 nè. Mát tốc của nó sẽ là 3.800 vòng phút ha. Thì mình sẽ kê vào đây để mình thử nha anh em. Mình kê vào đây mình thử nè. Đó, thì nó đang có lỗi thì mình đánh cái dấu ít luôn. Đó. Đó, nó ví dụ nó chạy tới tầm 2.450 cái nó bị dừng. Đó, thì phải reset lại ha. Đó, còn nó không lên được anh em. Đó, mình thử cho anh em nè. Đó, nó tới đây nó dừng thì có thể nó dơ. Nó dơ hoặc là sau đó thì anh em có thể anh em tự vệ sinh hoặc là này kia. Mình đây mắc in ra băng. Đó, mình đoán là nó dơ anh em, lâu ngày khô nhớt này kia nên là quay tới đó nó bị khực. Đó, ví dụ cái bánh răng tới đó nó bị khực. Đó, mình đoán như vậy nhưng mà mình chưa có mở ra mình xử lý. Tại vì mình làm biến, với lại là mình cũng không có biết làm luôn. Nói thẳng là không biết làm nhưng phải làm biến. Đó, giá 100.000, đánh dấu ít nha, là hàng có vấn đề ha. Anh em lưu ý những cái mã của mình. Rồi, cái mã số 2 mình cũng có cái dấu ít luôn. Thì con này là cái con W100. Thì cái vấn đề của nó nằm ở đây. Đó, thì ở đây cái này của nó đang bị hư, nên khi mà anh em xịt sơn ra nó không có ra. À, nó không có ra. Anh em có cái nắp ví dụ của một thằng 101 hoặc là thằng 100 này, anh em thay vào đây thì xịt ra bình thường. Đó, tại vì mình mượn cây súng sơn của người ta, mình gắn cái sàn cái nắp qua thì ok. Thì cái vấn đề nó nằm ở ngay cái nắp này nha anh em. Còn tất cả mọi thứ từ đây đến đây, tất cả cái này hoạt động ok. Anh em có cái nắp của thằng 100 mà mã W là 100 ha, hoặc là 101, anh em thay vào vẫn được nha anh em. Đó, thì mình mô tả cho anh em nó rõ ràng. Đây nè, tại vì cái nắp này nó bị bè đó nên là nó không có ra được. Đó, mắc in ra băng ha. Đó, con này Anes Iwata thì mình có đánh dấu ít luôn, 300.000. Thì tất cả những cái này anh em về xử lý được thì anh em sử dụng tốt ha, còn không thì coi như anh em là cái bài học cho anh em, ví dụ như về cái tay nghề này kia. Còn mình thì mình giống như là mình mô tả rõ ràng cho anh em rồi, anh em cảm thấy ừ trong khả năng của mình hoặc là mình liều này kia thì ok. Chứ đừng anh em mua về đừng có hỏi mình ở cái này xử lý sao này kia, khó lắm nha anh em. Rõ ràng ngay từ ban đầu cho dễ anh em và cũng như là dễ mình luôn. Rồi mã số 3. Mã số 3 thì mình có hai cái cây tua vít của Vietcell, mình bán 150.000, mới chưa sử dụng ha. Đó, của Nhật Bản nha nè. Của Nhật. Đây, gồm một dẹp và ba ke. Đó, nó chiều dài của nó là khoảng 15 cm. Cái dòng này đây chữ ra băng ở đây, mới chưa xài ha. Dẹp và ba ke trong một cái túi và cái cán của nó hơi dẹp dẹp một xíu. Đó, hơi dẹp dẹp xíu, cán nhựa cầm rất là chắc tay. Chống chống trơn này nè. Đó, nó khi cái răng này chống trơn. Đó, thì mình bán cặp này 150.000, mới chưa xài. Rồi mã số 4. Mã số 4 thì mình có 10 cái đầu web. Thì cái này mình cũng mua ở bãi nhưng mà mình đoán nó giống như
hàng Đài Loan xuất cho thị trường Nhật anh em, nên là mình cảm giác nó không có ok lắm, thì mình bán giống như là 100 ngàn cho anh em. Đây, bét 0.8 ở trên này có khắc ha. Đó, chân này là chân 6 ly. Thì mình không biết là cắt gió đá hay là cắt cái gì. Đó. Nè 0.8 nè, thì ở đây mình có 10 cục ha. 10 cục mình bán giá 100 ngàn, bằng đồng rất là đẹp nha anh em. Cái màu đồng lên cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhưng mà tại vì nó không có tên tuổi gì nên là mình đáng vậy, thì anh em nào mà liều ăn nhiều thì gặp em. Đó, 100 ngàn mã số 4 ha, không bao gồm cái nắp nha anh em. Rồi mã số 5. Mã 5 thì mình có cái cây súng sơn áp cao dành cho máy cũng Raco của Mỹ. Áp của nó sẽ lên tới là 345 kg, hoặc là 5.000 PSI cũng Raco. Ở đây nó có một cái chốt an toàn. Đó, mình bán giá 650 ngàn, cái này mới chưa xài ha, chân răng 13. Đó, thì anh em nào mà sử dụng những cái máy phun sơn mà áp lực cao á, thì anh em biết cái cây súng này thì ở đây nó sẽ không có cái đầu vét. Đó, nguyên bản luôn, chưa có cái đầu vét. Thì ví dụ như anh em muốn xài vét thẳng hoặc là vét xè, vét dập bao nhiêu đó thì anh em tự mua, có thể mua bằng Trung Quốc cũng được, nhưng mà Trung Quốc thì xài một thời gian nó bị mòn thì nó ra không có đẹp. Đó, thì anh em gắn vào đây, tem mạc của nó còn luôn anh em, răng này chưa có dấu vặn luôn nha. Nó mới chưa xài, đây nó có cái chốt an toàn là anh em vặn ngang qua thì nó sẽ không bóp được. Đó, nó sẽ cứng ngắc luôn, cuộn Raco của Mỹ nha anh em. Raco của Mỹ. Đó, nhôm hợp kim rất là đẹp luôn. Áp 345. Đó, áp 345. Rồi, thì mình bán cây này là 650 ngàn, anh em về anh em tự mua bét theo ý của anh em ha. Rồi, mã số 6. Mã 6 ở đây thì mình sẽ có một cái hai cái ổ cắm. Hai cái ổ cắm nội đó của Nhật bằng dệt. Ví dụ như về anh em bố trí cái này bằng nhựa ha, cái này bằng thép rất là nặng. Thì anh em có thể bố trí ở cái chỗ làm việc của anh em. Đi dây vào, dây ở đây đang đi rất là to nha, dây 2.0. Đó thì anh em bố trí ở góc làm việc để anh em cắm điện thuận tiện cho nó dễ. Ở đây nó có cái nút bít nè, ví dụ như anh em xài bên này thì anh em bít bên này lại đó. Rồi thì hai cái này, một cái này bằng thép nha anh em, rất là nặng luôn, thì anh em phải bắt vô tường rất là chắc. Còn cái này là bằng nhựa nè. Đó thì hai cái này mình bán giá là 350 ngàn. Đó, đi vô dây 2 chấm nha anh em mở ra anh em tự xử lý dây cọ nha, tại vì mình giờ không có thời gian lu bu. Đó, mã số 6, ba cái ổ cắm 350 ngàn, một cái ổ đôi và một cái ổ đơn. Tiếp tục qua mã số 7. Mã 7 thì mình sẽ có một cái vòi cổ cao để mình lấy cái thước mình đo luôn cho anh em. Cái vòi này thì thực ra mình chưa có vệ sinh, nhưng mà mình thử nước sơ thì nó kín ha, không xì sọt. Đây, chiều cao của nó là tính từ cái mặt này nha, mặt này nó sẽ là 23 nè, từ cái chân vòi này nó sẽ ra khoảng tầm là 14 xăng nha anh em. Đó, và nó xoay 360 độ thì anh em có thể làm ở chỗ bồn rửa tay hoặc là gì đó. Cái này nè, ví dụ như anh em muốn bắt âm đúng không, anh em vệ sinh cái chỗ này đi. Đó, vệ sinh cái chỗ này đi ha, anh em khoan một cái lỗ, sau đó anh em bắt bốn con ốc này, ba con ốc, ba con ốc bắt vô cái mặt sàn ha, bắt cứng rồi, âm xuống rồi, sau đó anh em sẽ vặn cái này vào, anh em tự chỉnh thì mình chưa có vệ sinh. Đó, nhưng mà mình thử thì ok hết rồi nha anh em. Đó, bên trong mới đẹp lắm, lõi bên trong này đẹp lắm, tại vì anh em khó thấy thôi chứ anh em nhìn về nhà anh em nhìn xuyên qua đây nè thấy nó mới chát à. Đó, thì chân răng là chân răng 21 nha anh em. Đó, thì anh em có thể âm hoặc là gì đó, tại cái này âm rất là đẹp ha. Ví dụ như anh em thuận tay trái thì anh em để vòi bên này, thuận tay phải thì mở bên này. Đó, xoay 360 luôn. Đó ha, đầu vòi có cái để trộn khí nè, tránh bị nước nó bị bắn. Đó, thì mình bán cái vòi số 7 nè 450 ngàn, đẹp nha anh em, chưa vệ sinh. Anh em vệ sinh rồi rất là đẹp, chỉ có điều là nó chầy xíu thôi, hàng bãi mà chầy xíu nè. Đó, có cái đế này luôn mới quan trọng nè, cái đế này không có đế này là thua luôn nha anh em, không có đế này chỉ có bắt như vậy thôi. Đó, có cái đế này, đế rất là dày, đẹp bằng inox, bằng đồng, bằng đồng mạ chrome. Rồi, mã số 8. Mã 8 thì mình sẽ có một cái cây xịt khí, hoặc là anh em xịt nước, hai là anh em xịt dầu, hoặc là anh em xịt nước xịt khí như ở đây nó đang gắn cái đuôi khí luôn. Rất là dày, to và nặng, toàn bộ nó bằng đồng anh em, ngoài bãi nó dập nè, nó bằng đồng anh em thấy không? Đồng cứng khừ luôn. Đó. Cán cũng bằng đồng luôn. Quá chất cầm lên rất là nặng tay nha anh em. Đó thì anh em có thể tận dụng để xịt dầu tưới nguội hoặc là gì gì ở trên máy tiện, hoặc là xịt nước ngoài vườn, hoặc là xịt khí, nhưng mà xịt nước ngoài vườn mấy anh mà có tuổi là cầm cái này là hơi phê nha. Đó, nặng lắm. Mã số 8 500 ngàn. Đó, cái đuôi này là răng 21 nè, anh em có thể tháo ra anh em thay theo ý của anh em.
tại vì cái người Nhật nó đang bên xài bên đó là cái khí, thì mình thử khí vô áp là 6 kg thì không xì, hoạt động ok. Mã số 8 500 ngàn. Rồi tiếp tục qua mã số 9. Mã 9 mình có một cái kìm kẹp mát chưa vệ sinh, đó, cắt từ máy ra, giá là 250 ngàn, rất là cứng cáp nha anh em. Cách cua da đau lắm, cái này khi mà anh em kẹp vào sắt nó cứng và nó bằng đồng, nó vẫn điện tốt nè, nó không có bị lúc ăn lúc không, dễ hư cái máy hàng của mình, nhất là những anh em nào xài máy hàng inverter. Mã số 9 250 ngàn. Rồi mã số 10. Mã số 10 mình có một cây kìm cord lobster giá là 350 ngàn. Thì đây là cái cây kìm bấm cord 2 tầng. Một số anh em nào mà trước hay mua cái cord 2 tầng của mình mà màu trắng trắng á, thì anh em có thể mua cái này để anh em sử dụng. Nó có một cái lẫy để anh em khi mà anh em bấm sai nè, anh em nhả ra nè, đó cái lẫy này để anh em nhả ra ha, rất là đẹp nha anh em. Cái này là dính bụi chưa vệ sinh đó, để mình anh em đợi một xíu mình đi lấy cái cord ra cho dễ. Đây anh em, trước anh em nào mà mua cái cord này nè mà chưa có kìm thì anh em có thể mua đây ha, mình bấm sơ cho anh em đó. Thì khi mà anh em bóp vào, anh em có thể tháo cái cữ này ra được nha anh em, tháo cái cữ này ra được cho nó dễ đó, tại vì nó có một cái cữ để nó hãm đây đó, nó hãm cái đây đó, khi mà bấm vào cái này nó dây nè đó, nó kín hết luôn, nó không có bị bóp ha. Đó là bấm cái cord này nha anh em đó. Thì trước anh em nào mua thì anh em có thể sử dụng cái này đó, anh em có thể tháo cữ ra để cho dễ sử dụng ha, cái cữ này để nó chặt đó, tháo cữ ra sử dụng cũng được. Thì ở đây nó để cord nè 1.25 cho tới 2.0 nè, thì cái cord này của mình là anh em đi dây 1.25 cho tới 2.0, nhưng mà bấm thì bấm ở cái loại 1.25 ha. Đó đây, kích cỡ dây theo chuẩn của Mỹ và chuẩn của Nhật, nó có hai loại hai bên ha anh em ha, cuộn lobster. Cái này còn dính dầu nha anh em đó, mình chưa có vệ sinh ra, thì anh em về anh em chịu khó lau sạch đi ra cái nước ấy rất là đẹp. Cái lớp dầu này vô tình nó bảo quản luôn cho cái cây kìm không bị reset. Mã số 10 350 ngàn, có lẫy luôn nha anh em. Rồi mã số 11. 11 á, thì mình có cái cặp bạn lề, hai cặp bạn lề của Takigen dành cho anh em gắn cửa. Thì một cái này nó sẽ chịu tải là khoảng tầm là 20 kg, ví dụ như anh em làm cửa bếp, cửa nhà tắm á, đó, cửa này anh em nhấc ra được ha. Đây ví dụ như là cặp bên trái nè, cái này nó gọn lắm nha nè, chiều cao của nó là 75, ngang của nó một cánh ha, ngang của nó sẽ là 20, mỗi bên là 20 đó. Ví dụ như đây là một cái cặp cánh bên trái nha anh em, lưu ý nha, nó có chữ like, like là bên trái á, à lép là bên trái, right là bên phải, sorry. À, đây đó thì cái cánh nè, cái này là cố định ha, cái này là vô cánh cửa, ví dụ như cần mình tháo ra mình vệ sinh á thì mình cầm cái này mình nhấc lên đó. Cái này anh em nào ở khu vực ngoài biển hoặc này kia gắn mấy cánh cửa này kia, hoặc là khu vực bếp á, ẩm anh em sử dụng cái này nó không bị sét. Còn cái rai này là bên phải nè, nó có chữ R nè, cái này là mình bóc ra để mình coi, cái này là chưa bóc luôn anh em, giờ bóc luôn nè đó. Đó, nó khác nhau nha, và khi mà anh em gắn anh em cũng để ý cái này đó. Thì cái này cố định nè, mình đóng cánh cửa bên tay phải của mình nè, đó đóng lại thì ra vậy ha. Đó, nhấc lên này kia ok, mới chát là chưa sử dụng thì một số cái nó rách bịch, nó sẽ bị chày nha nè, nên là anh em thông cảm, mới chưa sử dụng của Takigen, chất liệu là bằng inox không có hút nam châm. Takigen là anh em biết cái hiệu này là chuyên sản xuất cửa tủ nè, ổ khóa tủ điện này kia kìa, gia đình cũng như là công nghiệp luôn. Rồi cái này thì mình bán giá là bộ này là một bộ như vậy là 150 ngàn nha nè, đó bao gồm là 4 cái. Rồi mã số 12. Mã 12 thì mình có cái cặp mũi khoan tháp, cặp này chuyên để khoan inox luôn nè, nhưng mà nó ít sử dụng nên là nó bị ten ngoài vải đó, về anh em khoan những cái inox mỏng này kia là ok. Thì mình bán cặp này là 450 ha, anh em sử dụng cho máy bắn vít cũng được. Cái máy nãy mình mới thử cái vòng tua anh em, ví dụ như một là máy khoan anh em kẹp thẳng vào luôn, hai là máy bắn vít anh em chọt vô dày anh em sử dụng ha. Máy bắn vít thì tua nó nhanh nên là khi mà anh em khoan inox á nó sẽ hơi cực một xíu. Cái này nó dơ cái đầu này nên là nhét vào không có được, mình lấy cái đầu này ha. Đó, cái này nó không dơ này nè, đó thì anh em có thể sử dụng cái này đó, cái này nó dơ nè đó, nên là nó bị to ra ha. Và anh em vệ sinh sơ đi, đừng có chà vào phần này nha anh em, phần này anh em muốn hết á chỉ có khi nào mà anh em khoan thì nó mới hết thôi. Mũi khoan cũng vậy, anh em lâu ngày anh em không xài là nó lên ten à. Đó, cái này là chuyên inox nha anh em, đó những inox mỏng với anh em không có khoan inox dày được đâu, tại vì mũi khoan tháp mà mình không có khoan đồ dày được. Thì cặp này mã số 12 nè, mình bán 450 ngàn.
Rồi mã số 13. 13 thì mình có cái cặp cặp van răng 21 và răng 27. Đó, răng 21 và răng 27 inox inox 304 ha, của thằng Kit Z nha anh em. Kit. Đó, inox van này là van anh em có thể điều áp được luôn. Tại vì đây, đó, anh em sẽ sử dụng cái van đĩa nè. Anh em có thể điều áp được lõi bên trong là bằng inox luôn. Anh em nhìn nè, bằng inox luôn, nên là những cái cơ cấu của cái van này rất là bền. Có thể đi cho được hóa chất, chất ăn mòn, nói chung là tùm lum hết á, nước, dầu này kia ok. Tại vì nó sử dụng cái đĩa là đĩa inox luôn nha anh em. Ha. À, rồi, ok ha. Thì cặp này mình bán mã số 13 nè, 500. 21 và 27 nha anh em. Đó, chịu áp, chịu chất ăn mòn, chịu tùm lum mít, rất là mới, đẹp luôn. Rồi mã số 14. 14 mình có cái này. Thì đây là một cái dụng cụ anh em có thể gắn ở những cái sàn thác nước mới chưa xài mà nó dày lắm. Cái này đường kính phi là 100 ha, 105. 105 nè. Mặt trên bóng rất là đẹp, nó có cái bịch nhưng mà nó bị rách bịch rồi. Đó thì anh em làm mấy cái lỗ sàn thác nước rất là dày. Dày cui à. Rồi, còn cái này á thì là anh em về ví dụ như nó có mấy cái lỗ mà thác nước ở trong là chỗ bồn rửa chén của anh em á mà nó hay bị rác xuống thì anh em đo kích thước để anh em xài. Đây mình có cái này là đường kính là 100 nè. Cái to nè ha, xong rồi tới cái nhỏ. Cái nhỏ này thì đường kính nó là 75 nè. Và cái nhỏ nữa thì nó sẽ là đường kính là 50. Thì anh em sợ rác hoặc là tóc nó xuống thì anh em đặt cái này anh em xài. Và khi mà nó đầy anh em móc nó lên như vậy. Đó. Ha, bằng inox nha anh em. À, làm rất là mịn. Đó thì anh em, cái này là của Nhật rất là đẹp. Đó thì anh em sờ vào những cái vết dập này nè, thường dập nó sẽ có một cái gờ nó nổi, còn này nó mịn. Mịn tưng à. Đó nên là anh em xài lâu không có sợ bị rỉ sét. Đó, dày lắm nha anh em. Dày cực kỳ luôn. Nói chung là anh em phải cầm trên tay chứ anh em nhìn nó dạng lưới đúng không? Anh em lấy hai tay anh em ấn nó còn không lõm được luôn á. Không lõm được luôn á, dày lắm. Đó thì cái này cũng vậy, cũng rất là dày. À, 4 cái này thì mình bán giá là 300 ngàn, mã số 14 nè. Rồi mã số 15. 15 thì mình có cái Boe, cái lọc gió. Cái này nó sẽ có một cái là lọc bụi, thứ hai là giảm âm, dành cho anh em nào có máy nén khí mà anh em muốn giảm cái tiếng ồn. Những cái lọc gió zin anh em, nó chỉ có một cái lớp lưới thôi, còn thằng này nó qua một cái lớp lưới rất là dày. Đó, cái này anh em có thể thay thế được vào cái lưới thép nè. Đó, nó sẽ dành cho cái lưu lượng là 300 lít trên một phút. Thì anh em sẽ coi cái máy của anh em, để nhiều khi ví dụ cái máy của anh em nó tới 400 một lít, anh em đưa cái này vào nó sẽ bị bóp cái lưu lượng. Hoặc là cái máy của anh em 100 lít thì anh em xài cái này được ha. Đó, nói chung là từ 0 cho tới 300 lít một phút. Đó, còn trên thì anh em phải nâng cấp lên. Thì cái này là chân răng, là chân răng là 17 nha nè. Chân răng 17. Đó, Max Insaban của SMC thì mình bán giá là 200. Đó, ví dụ như anh em có một cái đầu nén á, thì anh em thay cái này vào. Thứ nhất là nó sẽ triệt tiêu cái âm rất là nhiều, nó triệt tiêu được khoảng tầm 30 cho đến 40% cái tiếng ồn. Ha, tiếng ồn của cái lọc gió bình thường, cái tại vì cái lọc gió bình thường nó là bông. Còn cái này là cái sợi. Cái sợi nó đang rất là dày. Đó, cái này anh em mở ra anh em thay thế được, ví dụ anh em xài thời gian anh em mua đúng cái sợi này anh em móc ra anh em thay. Nó dày cui rồi, nó dày khoảng 1 cm á. Đó, đây nè, nhìn qua cái này nè, mình làm biếng mình mở quá chút phải gắn lại nè. Đó, nó dày lắm. Thì khi nó dày á nó sẽ lọc được nhiều cái hạt bụi nha anh em. Càng dày thì lọc được càng nhiều bụi. Và nó được thiết kế là để cho những cái máy tầm khoảng 3 ngựa đổ lại 300 lít trên 1 phút. Đó, mình không nhớ tại tùy loại máy. Đó, tua nhanh tua chậm nữa nè. Đó, nói chung là một lưu lượng của anh em mà dưới 300 lít 1 phút thì anh em mua cái này. Đó, mã số 15, 200 ngàn. Rồi, mã số 16. 16 thì mình sẽ có một cái dụng cụ bằng thép trắng nha anh em. Cái này bằng thép trắng, nó mới chưa xài luôn mà mình không biết gọi là gì. Mình kéo ở đây nó có một cái khay giống như anh em cắt cái gì á. Đây, à đây, cái lưỡi dao rất là đẹp nha nè. Cái hiệu của nó là cái hiệu Kitchen Down, thì mình đang nghĩ nó là của Đài Loan nha nè. Đó, rất là đẹp luôn. Bãi Nhật mới chưa xài thì mình bán 650 ngàn. Cái này anh em tăng chỉnh được nè, mở ra tăng chỉnh được. Đó, tăng chỉnh được, nó có cái đó, cái này hình như tăng chỉnh được không ta. Cái này cũng tăng chỉnh được luôn, không biết cắt cái gì nha nè. Đó, mà cái lưỡi dao nó đẹp lắm, lưỡi dao nó dày cực kỳ luôn. Đó, hiệu Kitchen Down là con gà nó bị bệnh đau á. Đó, đây anh em, nó bằng thép trắng nha anh em, về thử inox thì vẫn hít. Đó, đế thì nó ngoài bãi thì nó mất cái cao su, rồi về anh em có thể dán thêm. Nó dày lắm, nặng chịch à. Đó, mình bán 650 ngàn. Đó, ở dưới này nó có cái khay hứng nè, anh em muốn cắt cái gì anh em cắt. Đó,
cái lưỡi dao y như là cắt giấy vậy đó. Nhưng mà mình ráng sắt thuốc hoặc này kia đó, anh em, kiểu như bên Đài Loan với Trung Quốc nó giống nhau, nó có mấy cây thuốc khô khô ở sắt đó, nó cắt đó. Đây là cái khay hứng nè, giống như kiểu người Bắc mình hay uống thuốc bắc vậy đó, sắt thuốc bắc á. Đây khay hứng như vậy. À, thì mình bán cái này là 650.000, thì anh em về vệ sinh nha, tại vì nó có một vài cái con ốc nè, mình lau tay nó cũng ra rồi, nó ngoài bãi anh em, nó bị nắng mưa đây nè, đó nó lên ten vậy thôi, anh em chà đi là sạch à, còn không thì mấy ngốc này về anh em thay bằng inox là ok. Có mã số 16, 650.000. Rồi mã 17 thì mình có một cái cây, cái cây nó dài khoảng tầm là 5 tấc, thì cái cây này cho anh em bây giờ sẽ gắn súng, dành cho súng rửa, cho máy rửa xe đó của Italy. Đầu bét này là bét bằng sứ Italy ha, cái đầu đây, và cái tay cầm anh em có thể dời lên, ví dụ như anh em rửa một số cái vị trí mà anh em sợ nó quẹt trúng cái này á, xe hơi á, thì anh em đi cái đầu này vào, ví dụ như anh em có quẹt trúng nó thì cái đầu nó không có chày, còn khi mà anh em tuốt ra vậy nè, đó lỡ trúng xe một cái một là chày là anh em xót xe ha. Đó đây, đó đây là cái cao su để anh em nó che nè, đó thì về anh em có thể cố định nó lại, tại vì mình kéo lên kéo xuống nhiều khi nó cũng giãn. Đó đây là cái tay cầm cố định nè. Chân răng này chân răng 13 nha nè, chân răng phổ thông, anh em có thể gắn đầu nối nhanh hoặc là tất cả các đầu nào mà anh em muốn đó, chuyển ra 17 21 gì đó là tùy, và anh em cầm như vậy để anh em xịt rửa. Đó toàn bộ là của Italy nha. Đâu rồi, chữ Italy nó khác ở đây mà nó hơi mờ rồi nè, made in Italy ha, made in Italy. Rồi tiếp tục mã số 18 thì mình có một cái mũi khoét giá 300.000 bằng hợp kim. Mũi hợp kim để anh em sử dụng là thứ nhất là khoét thạch cao, thứ hai là khoét gỗ ha, giá 300.000 của Star M đó. Bằng cách mở cái này ra, anh em có thể tăng chỉnh cái cử nè, ví dụ như anh em kéo tới 200 thì nó sẽ khoét ra 200 ha, kéo mỗi bên đây nó khoét ra 200, còn khi mà anh em muốn nhỏ 40 60 á thì anh em tới đây và anh em cố định lại. Nó toàn bộ mũi này là mũi hợp kim nha nè, mũi hợp kim anh em nhìn nè, không có mẹ không gì, rất là đẹp luôn. Đó bên này cũng vậy, ở đây nó tháp cái đầu hợp kim vào để anh em khoét cho nó có hiệu quả, và anh em sẽ gắn cái máy khoan ha. Đó đẹp cực kỳ, cố định lại là ở đây nó có cái cử thước nè, và cái cử thước này không phải là cử in nha nè, nó khắc chìm vào trong cái thanh này luôn, nên là anh em xài anh em sẽ không sợ bị mòn hoặc là mất số này kia. Và lưỡi tháp hợp kim rất là tiện, ở đây nó có cọng dây cáp nó giữ nè, đó hai bên nó có cọng dây cáp để nó giữ cái cử anh em điều chỉnh nè, ví dụ như anh em khoét cái lỗ 200 đi thì anh em đẩy ra đó, đẩy cái này ra tới đây là 200 nè, đó là đường kính là 20 anh em, sau đó anh em siết đó nó cái khắc rồi, anh em khoét một cái lỗ để anh em gắn đèn gắn gì á, giá 300.000 ha. Mã số 18. Rồi mã số 19 thì mình có giá 800, thì đây là một cây cạo hạng nặng của KTC. Mình nói luôn ha, đây là một cây cạo hạng nặng KTC. Thì cái cây này một là anh em dùng máy, hai là anh em dùng cờ lê để anh em siết ở đây, nó sử dụng con răng là 19 đó, và nó siết ở một số vị trí ở trên xe tải xe hơi ha, xe tải anh em, xe tải chứ không xe hơi. Anh em nhìn cái càng của nó nè, KTC dòng này là dòng Pitman nha anh em. Pitman là dạng viết tắt cụm từ kiểu mô tả là cái này là cơ bắp và lực lượng á. Đó, Pow nè, 3747 nè, KTC ha. Rất là lực nha anh em. Và anh em nhìn cái càng này nè, nó sử dụng giống như một cái cơ cấu là cái cộng sên vậy đó, và nó tán chết, nó không có cho tháo. Và thép này là cái thép cường độ cao, nó sẽ chịu tải chịu kéo nha anh em. Đó. Đây. À, rất là lực nha anh em. Đó, anh em nào ngành xe hơi á, cạo ngay chỗ cái vị trí mà cái gì quên rồi, cái càng lái nó đưa ra để nó, cái thanh ngang để nó nối ra bánh xe anh em. Đó, nó sẽ có một cái vị trí nó cần xài cái cạo này, mình quên ngang rồi. Đó. Đây ha, rất là lực nha anh em. Dày tới khoảng tầm là 5 ly. Dày 5 ly và nó tán chết luôn, nó không cho mình tháo cái cơ cấu này. Và ngàm còn rất là đẹp nha. Ngàm còn đẹp nha anh em. Đó, ngàm còn đẹp, ok, thép đen, giá mình bán là 800.000, mã số 19. Rồi mã số 20 thì mình có một cái lưỡi cắt, lưỡi này anh em có thể cắt gạch, lưỡi này là lưỡi cắt gạch ha, và nó cho mình một cái hiệu suất rất là cao. Đây nó có một cái để anh em chêm lông đền ha, chêm vào đây, cái lỗ cốt là lỗ cốt 22 ly nè, đá là đá 125, hợp kim của nó sẽ chạy dài từ phần này kim cương á, chạy vào tới đây là tới chính giữa đường cắt luôn ha, là nó sẽ cắt đó,
Đây hợp kim mới chưa xài nha anh em. Tại vì xài rồi nó sẽ có dấu, anh em nhìn là biết liền à. Đó hợp kim nè, nó rải từ cái phần lưỡi nè. Thường anh em đi mua lưỡi nó sẽ có một phần hợp kim ở ngoài lưỡi thôi. Ở đây nó rải hết luôn, vào tới trong luôn. Đó, tới cái phần anh em gắn luôn. Thì mình bán cái lưỡi này giá là 300 ngàn ha. Mà lỗ cốt là phi 22 nha anh em. Phi 22, đá là 125. Độ dày của nó khoảng tầm là 2 ly. 2 ly đó, mới chưa xài. Đó, còn Marui nè, nó có hướng dẫn sử dụng cho anh em nè. Đó, có cái quyển sách thôi mà nó vẫn có cái lưỡi không mà nó cho mình nguyên cái quyển sách về cái hướng dẫn an toàn tàn tiếng Nhật không anh em. Còn mình thì không cần biết cái gì, cứ việc chạy ra ngoài làm cái lưỡi cỡ nào là người ta cũng bán, chứ không có cái tài liệu nào hướng dẫn cho mình hết ha. Còn Marui nha anh em, mã số 20, 300 ngàn. Rồi 21 có cái van 1 chiều nha anh em. Van 1 chiều phi 27 của thủy lực, của bên dầu của anh em ha. Thì tỉnh này tháo từ trong cái bộ máy của nó ra nè, rất là to nha anh em. To ha, cái bàn tay của mình đây rất là to. Đó thì nó sẽ có một chiều đẩy đi. Đó, anh em sử dụng cho nước cũng được, nhưng mà chất liệu này bằng sắt thì đôi khi á, anh em không có nước nó sẽ bị oxy hóa ha, dễ gây ten xét, thì lúc nào nó cũng phải có nước luôn thì ok nha anh em. Đó, van một chiều của bên dầu sử dụng cho nước cũng được luôn, nhưng mà cạn nước thì nó sẽ bị tình trạng là oxy hóa, thì anh em lưu ý. Đó, mã số 21 là 200 ngàn, rất là to và nặng ha. Rồi mã số 22. 22 thì cái bộ này thì bữa mình có nói khách rồi, đấy rồi thì chấp nhận lỗ để mình bán luôn cho xong. Thì hôm bữa từ 650 thì người ta ok, thì mình đăng để thanh lý lại là 480 ngàn một bộ. Đây là răng 21 anh em ha, mới chưa có xài. Mới chưa có xài, và cái này nó sẽ chịu áp là 30, và nhiệt độ nó sẽ là từ 80 cho tới 0 độ nha anh em. Khoảng âm 20 độ cho tới 80 độ, thì trong những cái này nó có giấy sẵn cho anh em luôn. Nó răng 21 rất là to. Thì cái này anh em sử dụng cho thứ nhất là dầu, dầu nè. Thứ hai là khí, khí hoặc nước, nói chung là ok hết. Áp không quá là 30 thôi nha anh em. Đó, áp của nó lên tới là 45 độ cũng được, 45 kg cũng được, nhưng mà trong thời gian ngắn thôi ha. Đó, thì khi mà anh em ngắt kết nối á, hai cái này nó không có bị xì nước ra, nó ngắt kết nối thì hai cái này nó bịt lại. Đó, toàn bộ là bằng hợp kim độc, rất là đẹp luôn. Đó, mới nguyên nha anh em nha. Nitto, tại vì khách bên mình nó cần cái loại là 120 độ, nhưng mà họ đặt lộn sang một cái là có 80 thôi, nên là họ không có sử dụng được cho đúng mục đích, nên là nhờ mình thanh lý lại. Đó, thì cái này là bằng hợp kim độc rất là to, thì 480 ngàn một bộ, rất là đẹp nha anh em, đẹp cực kỳ luôn, mới chưa xài. Đó, răng là răng 21 thông dụng ha, anh em có thể nối với các ống nước hoặc là ống khí của anh em. Đó, để khi mà anh em kết nối nhanh thì anh em bập vào, cắm vào nó giống như là một cái van luôn, tháo ra là ngắt kết nối là nước nó sẽ không qua được ha. Rồi cái này cuối clip mình sẽ làm một cái thử cho anh em. 480 ngàn một bộ ha. Rồi mã số 23. 23 thì mình có 4 cái cọng dây inox răng 34. Răng 34 nha anh em. 1 2 3 răng 34 nè. Và đây là răng 21. Răng này là răng 27 ha. Sorry anh em. Này là 27, nó có sẵn các cái đầu côn này luôn. Anh em không cần phải đi mua cái đầu côn. Và đây là cái khớp thao tác nhanh, ví dụ như cái đầu này là cái điểm chết đi. Đó thì khi mà anh em thao tác gỡ ra nó rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Đó thì nó dài là tầm khoảng 3 tấc nha nè. 3 tấc thì cọng này là cọng phi 34. 4 cọng này mình bán giá 800, thì cái này anh em có thể kết nối với các ống nước nè. Ống này là số 25A. Đây, các ống nước hoặc là ống dầu cũng được. Đó, thì đây ví dụ như ở những cái góc anh em có thể bẻ ngang nó như vậy. Đó, kết nối cần sửa chữa hoặc là đấu nối thì anh em tháo ra. Và cọng dây lõi bên trong của nó là bằng inox nha nè. Đó, lõi nè, lõi là inox. Đó, bên ngoài được bọc lưới để chống va đập, để bảo vệ thêm một lớp á. Đó, phi 34 nè. Đó, phi 34 ha. Và đây là phi 34 luôn. Đây là phi 27 ha. Đó, nó có cái mã này là 20A hoặc là 25A, thì mã theo cái quy chuẩn ống nước của bên Nhật đó anh em. Đó, đây, ví dụ như anh em uống hay gì á, theo cái vuông góc này kia thì ok, tháo ra cũng dễ nữa anh em. Đó, và đầu này đầu côn ha, anh em chỉ cần siết chặt là nó kín, không cần phải cao su non, không cần phải keo. Đó là nó côn. Nó côn luôn, là anh em dùng ấy, anh em siết chặt lại tự kính ha. Đó, tất cả đều là mới chưa xài, có điều là hai cái này nó dơ nè. Đó, hai cái này nó bị mất cái nút bịch nè, nên là anh em thấy nó bị dơ, chứ còn mở ra bên trong mà mới chát à, chưa có xài ha. Mới chát luôn. Đó, đây. Rồi. Thì 4 cọng này mình bán giá 800.
Rồi, mã số 24. 24 có cái cặp bánh xe bằng inox, hai cặp ha. Thì cho anh em gắn tụ, gắn ray gì đó. Đó bằng inox nè. Đó để anh em gắn những cái cửa lồ hay này kia, ok. Đó thì mình bán giá là 150.000. À, đó, loại mini nhưng mà bằng inox ha. Bát bên trong là bằng đồng thau. Đó, nó giúp chắc ở bên ngoài là bằng nhựa nè. Đó, inox 304 nha anh em. Cái này cửa lùa nhà tắm hoặc là gì ok. Đó, những nơi ẩm ướt hoặc là anh em nào mà ở khu vực ngoài biển này kia đó. Đó, ha, rồi. Rồi, mã 25 ha. 25 thì mình có hai cái công tắc khẩn cấp của thằng Nhật. Đó, một cái thì nó đứt dây rồi của Nhật ở đây. Ha, chữ Nhật ở đây xe băng. Đó thì hai cái này anh em có thể gắn cho những cái máy mà anh em khi mà cần á, anh em đập một cái nó tắt. À, khỏi cần phải kiếm cầu dao hay gì thì cái này nó rất là quan trọng, tại vì có những cái sự cố mình có thể nhờ cái này mà mình ấy ha, mình chỉ cần bấm cái tắt đó, hai cái đều hoạt động ok, đo tiếp điểm thì ok hết nha anh em. Đó, chỉ cần về anh em đấu dây theo ấy của anh em thôi, một cái thì mất cái sắn dây, cái này thì còn ok nè anh em, chỉ cần cái này mất cái này còn nè thì anh em chỉ cần đi dây thôi ha. Ở đây nó có cái báo đèn nữa thì anh em tự câu dây vào mấy cái máy móc của anh em đó. Rất là nhạy ha, chỉ cần đập cái nó gọi là công tắc khẩn cấp anh em. Đó, chỉ cần bụp cái là nó sẽ ngắt toàn bộ hoạt động của máy. Thì hai cái này mình bán giá là 350.000 hộp vuông ha. Về anh em có ốc ở sẵn ở trong này bắt vào máy bằng chất liệu là nhựa chống cháy, rất là đẹp luôn. Đó, dính dơ dính bụi ngoài bãi thôi. Rồi, mã số 24. 24 thì mình sẽ có một cái vòi bắn cát áp lực cao ha. Toàn bộ cái phần trên đầu này là bằng sứ và nó có một cái tay cầm. Thì cái này là nguyên bản ở ngoài bãi, nó chỉ có một cái cọng dây này thì nắng mưa nó mục với lại nó bị chai, nó cứng thì mình có thay một cái cọng dây, dây này là dây Nhật vô ha. Và cái khớp này thì mình sẽ không có giao cho anh em, còn chân răng này là chân răng 13 thông dụng. Đó, và anh em muốn cái gì anh em tự gắn. À, xài đầu Trung Quốc, đầu Ý, đầu Nhật, đầu Mỹ gì đó thì anh em tự gắn, mình chỉ gắn cái này để chúc thử cho anh em. Còn cái này là anh em sẽ gắn một dây vào cái xô cát của anh em. Đó, thì đây là một cái đầu bắn cát anh em ha. Thì tình trạng của nó là như vậy. Toàn bộ cái này là bằng sứ rất là dày, sứ nó chống mài mòn ha. Thì nhưng mà ngoài bãi nó bị cứng, nó mẹ một xíu nha anh em, mẹ nhưng mà không nứt, lưu ý nha, mẹ không nứt và hoạt động tốt, nó là bằng sứ nè anh em. Nên là khi mà anh em sử dụng cái này, anh em tránh cái hiện tượng là quăng cây súng này xuống đất, tại vì nó cứng, cái này là nó bẻ, cái sứ này là thô, mình không có cách nào mình cứu. Mà cái sứ này là sứ chịu mài mòn nha anh em. Đó, tại vì dòng chảy anh em biết rồi, cát là kẻ thù của mọi cái việc mà truyền độc, nên là cát nó chạy tới đâu là mòn đồ tới đó. Thì cái này nó phải làm cho chống mài mòn. Đó, cái luồng cát nó đi qua đây và đây là nó sẽ trộn cát với nước ở cái áp lực cao. Thì cái vòi này là bằng sứ chống ăn mòn. Đó, hoặc là về anh em có thể kiếm cái gì đó anh em bọc cái này lại để khi mà anh em hạ cây súng xuống, đó, anh em không có bị cấn cái đầu. Đó, cây này là của Italy nha anh em. Rất là đẹp luôn. Nó có đường cát với đường này là dính vô nhau. Cây này giá 1.800.000. Đó, anh em sử dụng cho bắn cát ướt ở ngoài trời nha, tại vì cái này không sử dụng trong nhà được, tại vì nó bụi. À, nó giảm bụi nhưng mà nó văng. Thì khi anh em sử dụng cái này anh em phải đeo kiếng rồi. Cái này cuối clip mình sẽ test riêng cho anh em. Cây này giá 1.800.000 ha. Mã số 24 bắn cát ướt nha nè. Đầu rất là to, anh em nhìn nè, sứ rất là dày. Đó, những cái đầu mà bây giờ hiện tại anh em mua á, của Trung Quốc á, xài một thời gian nó sẽ bị sao cái mòn cái đầu này. Thì khi đó cái lỗ nó ra to và nó toe loe, nó không có tập trung cát vào một cái điểm được. Đó, rồi mã số 24 ha. Rồi qua tiếp tục mã số 25. 25 thì mình có một cái máy cắt tôn, máy cưa lỏng tôn nặng 20 kg. Con này thì của Hitachi. Hitachi đây, nó nặng lắm anh em nên mình không có thể ấy quay kỹ cho anh em được ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo máy quay xuống, mình quay từng vòng cho anh em. Con này giá là 2.800.000 nha. Thì cái này á, nó sẽ hoạt động nguyên lý là vậy. Ví dụ như anh em có một cái tấm tôn đi, anh em muốn, nhất là những anh em nào làm bên cái ngành nghề mà trang trí tôn nè, hoặc là cưa lọc của gỗ đó, tôn dày khoảng ly 2, ví dụ như anh em muốn cắt hình này hình kia, hình con vật này con vật nọ, thì thay vì gỗ đúng không, anh em có cái cưa lọc, anh em vẽ cái hình lên xong đó anh em cắt theo, thì cái này nó sử dụng cho tôn nha anh em. Đó, rất là dày và nặng đó, nó cái đế rất là ấy, anh em nhìn cái mũi đó. Thì có điện thoại mình không để ý anh em nên nó bị cắt một cái khúc nào đó rồi thì mình không ấy ha. Thì mình giới thiệu lại, thì cái này là cưa lọc của cái hàng tôn đây. Đó, ví dụ như anh em muốn cắt tôn theo hình con chuột, con mèo gì đó thì anh em vẽ lên đây, sau đó anh em sẽ lìa nó đi cắt ha. Đó, thì cái này nó rất là nặng nên là mình không thể nào mình cầm lên mình quay cho anh em được. Nó nặng tới 20 kg thì mình bán giá là 2.800.000. Chạy con này chạy ok, chạy êm, tua cao. Đây,
Thì ở đây cái lưỡi cắt của nó nè, nó sẽ có một cái đệm để nó giữ cái miếng tôn của mình lại. Ví dụ như anh em đi tôn 1 ly 2, 1 ly. Đó thì hai cái gờ này nó sẽ giữ lại ha, giữ lại cái tôn của mình nó không có bị nhảy. Đó thì em tì đè anh em cắt. Ở đây rất là cứng, cứng cáp nha anh em. Đó ở dưới này nó có một cái khay để lấy phôi. Nè cái này là hôm bữa mình có thử bằng giấy nha anh em, tại vì mình không có tôn. Đó đây là một cái dao rọc gì đó thì mình cũng không rành. À, đây cái đế này thì ở đâu á nó không có thiếu, nhưng mà thấy ở trong này nó có. Đó đây là cái khay để chứa phôi của nó này nè. Đó mình thử chạy thì ok, tại vì mình không có tôn nên là mình thử bằng bìa cạc tông nha anh em. Đó con này rất là nặng nên là anh em lưu ý cái phí vận chuyển. Phí vận chuyển nhiều khi lên tới là 100-200 ngàn. Đó rồi rất là đẹp nha anh em, chạy rất là êm luôn, nó chỉ kêu cái tiếng gió của cái động cơ thôi, còn lại là không có tiếng động gì luôn ha. Đây chân rất là vững để khi mà anh em thao tác nó không có bị rung bị lắc. Đó nặng tới 20 kg nha anh em. Con này điện là công suất là 100V nè, công suất là 240W nè, vòng tua là 1900 vòng một phút Hitachi. Đó tem logo mạc này kia. Đó công tắc nằm ở dưới này ha. Đó, chạy rất là êm nha anh em. Đó thì anh em nào thích thì có thể mua về làm cưa lọng tôn. Nó là cưa lọng tôn đúng nghĩa luôn. Còn ngày xưa mình chỉ là cái cưa lọng của gỗ thôi. Đó này nó sẽ cắt cái chi tiết hơn. Đó mình uốn éo theo cái ý của mình. Rồi con này giá 2,8 triệu ha, mã số 25. Rồi mã số 26. 26 thì mình có một cái bộ test app ha anh em ha. À, cái này mình để ngược rồi. Test app của Mỹ. Nó bao gồm một cái dàn kim. Đó một cái dàn kim và bốn cái đồng hồ. Bốn cái đồng hồ này nó sẽ tương ứng với cái số máy, bốn cái máy. Đó để anh em đo những cái mà nó bốn máy ha, đo test áp buồng đốt nha anh em. Đây nè, fill bơm nè. Đó, bốn cái ha. Con này của Mỹ nha anh em. Đó, của Mỹ rất là đẹp luôn. Đó, dính bụi thôi. Thì ở đây á nó thiếu cái bộ dây. Nó thiếu cái cọng dây chứ không phải bộ dây nha anh em. Thiếu cái cọng dây để mà kết nối từ đây qua cái kim này. Đó. À, đây. Đó, đây là những cái bét kim của nó nè, bao gồm mà ngắn và dài nè anh em. Đó. À, con bộ này gần như là tương đối đầy đủ, thiếu một kim. Thiếu 1 2 kim ở đây. À, còn lại gần như là đầy đủ nè, 1 2 3 4 nè, 5 nè, 6 7 8 9 nè. Đó. Cái này nó tại vì nó tùy theo máy ngắn máy dài nè anh em. Đó, cái này của những cái bộ máy thiếu 2 cây kim dài, thiếu 1 cây kim ngắn. Đó, còn bốn cái đồng hồ thì ok. Bốn cái đồng hồ này anh em khóa cái này lại nè. Anh em để dưới nắng á, nó có hơi á, nó cũng lên ký luôn nha anh em. Cái đồng hồ này rất là nhạy. Đó, anh em thấy không? Cái đồng hồ này cực kỳ nhạy luôn. Để mình thổi nó lên nè. Thổi nó lên xong khóa lại, anh em thấy không? Đó, giữ hơi rất là kín nha anh em. Đó, đây đang là chưa tới 1 kg. Đó, đây. Rồi, trả lại. Đó, nó sẽ về không. Đó, bốn cái như nhau ha. Rồi đó, ở đây bộ kim nha anh em. Có anh em chỉ cần kiếm cái cọc dây thôi, giống như là dây nó chịu xăng á, thì anh em kết nối từ đây qua tới đây là ok rồi. Đó, bộ này thì mình bán giá là 900 nha anh em, mã số 26 nè. Một bộ test áp buồng đốt của xe máy hoặc là xe hơi, bốn máy, giá là 900 ngàn. Rồi mã số 27. 27 thì mình sẽ có một cái con bơm. Con bơm này thì mình đang chưa biết nó là bơm gì, tại vì nó có hai cổng kết nối ở đây là ren 27. Đó, quay thì nó kêu ồ ồ ồ. Đó nó và nó có cái chiều quay của nó nè anh em. Chiều quay này để nó tác động nó hút từ bên này qua ha. Ở đây nó có cái bu ly cho anh em chế nó, hoặc là anh em đi cái cốt thẳng vào luôn. Ví dụ như anh em dùng dây cura anh em truyền động thì anh em xài cái bu ly này, còn không thì anh em tháo cái cốt này ra, anh em kết nối thẳng vào motor luôn. Đó con này là của Nhật nha anh em. Đây, con này rất là nặng. Orion Ride Bum nè. Máy in ra băng nè. Đó, con này mình bán giá là 900 ha, rất là nặng nha anh em. Nặng khoảng tầm 7 đến 8 kg á, có chân đế để anh em bắt nè. Đó, ok ha. Con này anh em muốn chạy tour bao nhiêu cũng được hết á. Rồi. Màu rất là đẹp luôn mà chưa biết nó ứng dụng vào việc gì, nói chung cầm rất là nặng, mã số 27 nè, 900 ngàn. Rồi, mã số 28. 28 mình sẽ có một cái bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại ha. Cái bếp này thì dành cho những anh em nào mà muốn cái muốn nấu đa nồi nè, điện 100V, công suất là 1300W. Đây. Ha, nhiệt độ lên tới là 192 độ C. Đó. Nè, nó tương ứng với từng cấp mà mình lựa chọn nha anh em.
Đó, nhiệt độ lên tới 192 độ C thì con này nó sẽ không có kén nồi nha. Nó có một cái đặc điểm là anh em nào mà chơi trà, chơi cà phê, thường anh em sẽ có những cái ấm nhôm hoặc là thủy tinh hoặc là gì gì đó. Đó, thì nó sẽ không có nấu được bếp từ, thì anh em sẽ dùng qua cái bếp này. Ở đây nó có cái cảm biến là khi mà anh em đặt cái nồi lên nó mới có nhận nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cho anh em. Thì cái cọng dây này zin ngoài bãi nó bị đứt rồi, nên là mình về mình phải nối lại qua đây. Đó, cọng dây nó bị đứt rồi, nối sơ cho anh em ha. Trụ ngoài bãi nó nối luôn chứ không phải là mình. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào mình thử sơ cho anh em nè. Đó, cái này phải có nồi nó mới nhận nha anh em. Đây, rồi bây giờ mình sẽ bật cái nguồn lên, tại vì có cái mình lấy cái này đi để làm giống như là cái nồi anh em, để cho nó hiển thị ha. Đây, đó thì anh em sẽ bật nè, nó lên nè, anh em lựa chọn cái chế độ. Đó, 160. Chế độ 2 chiên xào rồi nấu, đó là nó sẽ bắt đầu nó đỏ lên nha anh em. Chọn xong anh em đợi một xíu là nó sẽ đỏ lên. Cái này nó chưa có chìm cái cảm biến xuống anh em. Anh em đợi xíu, tại đó nó sẽ đỏ rực lên ha. Đó đây. Đó, nó đỏ cái vùng này lên. Nó nóng lắm anh em ơi. Nó nóng cực kỳ luôn. Ha, rất là nóng. Đó, nóng lắm. Rồi bây giờ mình tắt đi, tại vì tránh cho nó bị nóng cái bề mặt. Ha, nó có cái cảm biến nồi nè, ví dụ như anh em nhấc nồi ra chút nữa nó sẽ tự tắt cái này. Chẳng qua nó nóng lắm, tại vì bếp hồng ngoại mà anh em biết rồi. Nó nóng rất là lẹ và nó nóng lên trên luôn, nó không có giống như bếp từ. Rồi, thì cái này mình bán giá là 750 nghe dành cho anh em. Và đường kính nồi của thằng này là 30 nha nè, 30, rất là to. Nóng lắm, nóng nhanh lắm anh em. Cái này nhiệt độ mình có thể chọn 200 hoặc là chế độ chiên xào gì đó. Và nó bếp từ, nó sẽ không có kén nồi. Đó anh em lưu ý, dây điện ở đây nó có bị đứt nè, và nó kết nối bằng cổng 500. Đây, đứt thì về anh em có thể bấm code lại. Rồi, mã số 28 750 ngàn. Rồi mã số 29. 29 mình có một cái máy ép ống. Máy ép ống ha. Thì đây như mình nói nè, ép ống này nó sẽ là từ cỡ 13, 20 và 25. Thì 13 này sẽ là ống 21, 20 này là 27 và 25 này là 34. Nó giống như đây nè anh em. Trên cái ống của những thằng Nhật á, nó sẽ có cái bước răng. Thì nó sẽ tương ứng là anh em thấy không, 20A nè, hoặc là 25A. Thì đây, mình chỉ quan trọng cái số thôi, đừng quan trọng A hay B. Tại vì A, B thì đôi khi nó sử dụng trong cái ngành công nghiệp gì đó, nó có ký hiệu riêng. 13 là 21, 20 là tương ứng với 27, và 25 là 34, là ba cái đường ống trong gia đình của mình. Bộ này là cái bộ ép ống ha. Đó, ví dụ như anh em kết nối hai cái ống với nhau, giống như cái ống của bên thị trường Nhật á, của mình thì cũng có bán nhưng mà nó hơi căng, thật ra nó hơi đắt luôn á. Một cái khớp nối của nó lên tới cả triệu bạc anh em, nên là mình cũng rất là khó để đó, chừng nào nó rẻ mai mốt mình sử dụng. Con này sử dụng motor là điện 100V, công suất là 4.300. Con này sẽ ép được là thứ nhất là ống inox, thứ hai là ống đồng, và thứ ba là ống nhôm nha anh em. Đó, con này có chức năng ép nhồi xoay 360 nè. Đó, ép nhồi đây, ép nhồi là như thế nào thì mình ấy, ở đây nó sẽ có đầy đủ là ba bộ cử nha anh em. Nè, bộ cử này là của 25. 25 đây. Đó, để nhiều khi anh em không biết, anh em kêu thiếu đồ nữa. Đây, đây là 25 ha. Đó, 25. Đây là 20. Đó, là đúng 3 cử của nó thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho anh em. Tại vì mình không có cái ống inox lớn cỡ đó, nên là mình thử bằng cái này. Con này ép nhồi nha anh em. Là khi mà anh em bơm nè. Đó. Nó cứ thế tiếp tục nó bơm thôi, và khi mà anh em buông cò ra là nó trả lại nha anh em. Lưu ý, đây nó bóp nè, nó bơm, nó nhồi liên tục cho cái độ cứng. Tại vì như anh em biết, ống inox hoặc là ống thép nó rất là cứng. Mình nói tới tiêu chuẩn của Nhật nha, chưa nói tới mình đi, tại vì mình đa số mình xài ống nhựa với PVR. Đây. Đó. Nó cứ thế nó nhồi thôi cho đạt độ cứng, rồi sau đó thì thôi, khi mà anh em thay cần thay đầu thì anh em tháo cái này ra. Rút cái này ra. Vặn cái con này ra, vặn bằng tay cũng được, mà xài lục giác cũng được. Đó, lấy cái này ra thay một cái bộ cử khác vào. Ví dụ như bộ cử này là cử 25 đi. Đó, thao tác nhanh luôn nha anh em. Cử 25 nè, nói chung là hai cái mặt số anh em quay về một bên,
cho nó nhìn thấy nhau là được. Rồi bật vào, rồi tiếp tục mình thao tác cho ống 25 đó. Con này là nhồi nha anh em, thấy không, mặc dù nó lên hết rồi, mình càng bóp á, máy nó cứ càng đẩy lên, là ép cho thật là chặt luôn, nó hồi lại nó đẩy lên nè. Đó, đó, buông ra là nó sẽ hồi lại. Rồi bộ này thì mình bán giá là 2,8 triệu, 2,8 triệu ha. Đó đây, máy ép ống, ép nhồi ha, dây điện thì hơi cũ xíu thôi, nhưng mà bộ máy và cái bộ thị lực là bao luôn, không xì sọt không gì, bộ cử rất là đẹp luôn anh em. Đó, bộ cử cực kỳ đẹp luôn. Cái này ép được ống ống đồng, ống thép và ống inox nha anh em. Đó, những anh em đụng tới cái đồ nước là của Nhật đó, là anh em sẽ thấy nó sẽ có ba cái số này, 13 là 21, 20 là 27 và 25 là 34, là ba cái đường ống chính trong gia đình của mình, trong gia dụng luôn á. Rồi mã số 29 ha, 2,8 triệu. Rồi mã số 30, 30 mình có một cái con tời rất là độc. Con tời này là con tời hạng nặng và tời quay tay. Cái con này là áp của nó chịu được là 100 kg. Nè, con này là max bull, tời quay tay hai chiều ha. Đây mình sẽ đặt nó lên đây, nó sẽ có một cái tay cầm. Mình lên đây mình quay cho anh em dễ. Đây, đó, con này rất là đẹp luôn. Anh em về anh em tự vào cáp nha anh em. Tại vì sao mình nói con này gần như chưa sử dụng, tại vì không có thấy dấu hiệu cáp nó quấn ở đây nha, không có thấy dấu hiệu cáp nó quấn ở trong cái này. Và con tời này là con tời quay tay hai chiều. Đó, con tời quay tay hai chiều. Ví dụ nè, mình có thể quay cái này mình thu lên nè, hoặc là trả ra từ từ mà không sợ nó tuôn. Còn cái trong này nè anh em, nó không quay được nha. Trong cái này nó không quay được, nó không quay ngược lại được. Trong này nó không quay ngược lại được ha. Nó chỉ quay ngược khi mà mình cầm cái này mình quay ngược thôi. Đó, còn trong này là không quay ngược lại được nha. Đó, bởi vì cái hộp số này nó rất quan trọng. Con này là max bull nè, 100 kg, chưa vào dây cáp. Thì anh em về anh em sẽ tự vào dây cáp, nó có cái khớp cho anh em vào dây cáp nè, lòn qua đây, đi vào đây siết chặt cái cáp ở đây. Là tải trọng của con này là 100 kg, là anh em có thể dùng để kéo cố định cái này xuống xuống đất để anh em kéo. Đó, ví dụ như nè, cáp anh em dài 5m, 10m gì đó thì tùy anh em. Đó, còn khi mà anh em muốn xả thì anh em gạt cái này lên. Đó, anh em sẽ quay ra từ từ. Nó, anh em nhìn vậy chứ anh em chỉ cần cầm cái cần này thôi và cố định này xuống thì cái vật 100 kg nó sẽ không kéo cái tời này được nha. Cái này người ta gọi là tời hai chiều nha anh em. Tời hai chiều là anh em có thể kéo lên mà anh em hạ xuống từ từ cũng được luôn, mà không sợ nó bị tuột. Nó làm rất là hay. Đó, bởi vì con tời này rất là đắt nha anh em. Đó, nên là anh em lưu ý ha. Về anh em tự vào cáp nha. Cáp ở đây là nó để là 100 kg nè. Là cái bộ khung này chịu được 100 kg, nhưng mà theo mình biết được cuộn Nhật đó, lúc nào nó cũng làm dư tải từ 3 đến 4 lần không à. Thì anh em có thể xài được 150 kg, nhưng mà mình không khuyến cáo. Nếu mà mình xài theo cái này đúng của nó, mình xài hoài à, không có hư được. Đó, rồi, nè, nó có tời hai chiều nha anh em. Một chiều, hai chiều, chiều siết và chiều nhẹ. Đó, nhẹ thì rất là nhẹ nhàng. Siết nè, đó, nó có con cóc ở đây để chống bị tuôn luôn anh em. Đó là ở trong này mình không có vặn ngược lại được nha. Đó, anh em thấy không? Ở ngoài thì mình vặn ngược lại được. Ở ngoài thì mình vặn ngược lại được, nhưng mà bên trong này thì không được nè. Đó, rồi. Mã 30 mình bán 1,8 triệu, tời cáp 2 chiều, chưa gắn cáp, chưa sử dụng. Rồi tiếp tục mã số 31, cái này thì mình bán là 850 ngàn nha anh em. Đây là một cái bộ sạc nhỏ, nhưng mà sạc cho những cái bình rất là lớn và nó rất là nặng, cực kỳ đẹp luôn. Có cái thùng giấy luôn, nhưng mà ngoài bãi anh em, mình không dám để thùng giấy mình mua, mới nó đắt quá. Để chủ bãi thấy họ cao mình dục thùng giấy thì nó bớt được mấy trăm ngàn á. Đó, cái này chút test luôn, điện 100V, sạc từ 6 đến 12, dòng vào là 1.1 kVA, sạc cho những cái bình khoảng tầm 100A ha. Đó, nhiệt độ sạc của nó là khoảng 70 độ C là tối đa cho cái bình. Đó, rất là nhiều cái chức năng. Đây, dòng sạc là kích đề luôn, hỗ trợ đề, báo đèn ở đây. Đó, sạc dòng 10A nè, là khoảng bình 100 đến 120A. Rồi, chút nữa mình test tiếp cho anh em ha. Con này mình bán giá 850 ngàn nha nè, 850 ngàn. Rồi, rồi thử cái sạc này luôn cho anh em nha. Thì bây giờ mình chưa cắm điện này nè, chưa cắm điện ha. Thì bây giờ mình đây, nó đang ở dưới nè. Cái này thì anh em sẽ biết được cái bình mình còn ấy hết luôn. Cắm vô đó thì nó sẽ nhảy lên đây ha, là nó báo anh em là đang mười mấy nè. Đó, khoảng tầm 13-14V gì đó, là nó không ở mức sạc nha nè. Đó, tại vì bình mình nó còn cao. Mình rút ra nè, mình rút kim ra nè. Đó, nó rớt xuống ha, kẹp vô. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm vào cái ổ điện nha. Mình cắm vào cái ổ điện rồi.
Ôi da, cắm vào rồi thì khi mà mình gạt về nè nó sẽ báo đèn. Đó, mình có thể lựa chọn cái mức sạc ha, lựa chọn mức sạc. Đó thì bình nó đầy rồi thì mình để mức 3 thì nó sẽ sạc vào từ từ. Đó, con này là dòng rất là lớn nha nè. Đó, sạc là 10A là tương ứng với những cái bình nó khoảng tầm 100 cho đến 120A. Đó, còn mà anh em kích đề thì anh em sẽ kích là 50A trong vòng 15 set 50A thì nó sẽ tương ứng với những xe 4 chỗ nha nè. Đó, và công suất của con này là anh em vào là một vào là cái biến áp 1.1 kVA. Nếu mà anh em xài biến áp Nhật đó, thì anh em có thể 1.5. Còn mà xài biến áp của Việt Nam á thì anh em phải vào những cái biến áp nó tầm 2K đổ lên nha anh em. Đó, đây, nó sẽ có cái dòng sạc ha, đầy nó sẽ ngắt ở đây. Đó, con này là battery nè, đen gen, con này nhỏ nhưng mà công suất nó lớn nha anh em. Đó, nó làm gọn nhưng mà công suất rất là lớn nè, anh em có thể nhìn cái đầu vào. Đó, đây là dòng kích nè, 12V 50A. Còn cái công suất đầu vào là 1.1 nè. Đó, nhỏ nhưng mà nặng lắm nha anh em, nặng cực kỳ luôn. Đó, con này là cuộn đen gen, chuyên sản xuất sạc luôn, đen gen ha. Thì silicone nè, Refizer up 50 nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ rút cái điện ra nha nè, hoặc là gạt về off. Đó, thì ở đây là 6V là anh em sẽ sạc được những cái xe điện, xe nhỏ nhỏ nè, xe đồ chơi cũng được nè, 12V tới xe hơi. Đó, 1.6 nè, rồi ok ha. Đó, thì mình ngắt điện, mình rút ra cái này ra thì nó sẽ rớt kim nha nè. Đó, nó rớt kim. Đó, mình cắm lại thì nó lên kim. Nói chung là những cái này còn rất là đẹp, dây này kia là đầy đủ, đẹp cực kỳ luôn. Đó, có điều con này nặng bà cố luôn anh em, cầm một tay là mệt người nha. Đó, nhỏ gọn, dây da còn đẹp luôn, con này rất là đẹp nha, hoạt động ok. Rồi, bye bye anh em. Rồi đây anh em, thì mình mở sơ sơ cho anh em ha, anh em sử dụng cái bình ga du lịch nha anh em. Đó, sử dụng cái bình ga du lịch rất là mạnh nha. Đó, tại vì mình để hờ hờ lên đây nè, cái này nó nhỏ quá không có đủ nha anh em. Đó, thì anh em nào đi camping à, anh em nhìn nè, cái lửa rất là mạnh ha. Đó, anh em mở vừa vừa thôi, mở to quá nó lớn cái lửa là nó đây nó sẽ bị vàng. Đó, cái này vô kịp, lửa xanh rất là đẹp nha anh em. Đó, thì cái bình ga nó sẽ xa ra, mình có thể che chắn nó rõ ràng. Cái này chưa lên lửa luôn. Nhưng mà mình lên lửa nó bị tím màu. À ha, thì nó hư cái bộ phận IC đánh lửa ở đây. Hư cái bộ phận ở đây thì mình bán rẻ cho anh em. Mình bán 250.000. Đó là thua cái bếp Trung Quốc nữa nha. Đó, thì anh em đi camping rất là ngon. Đó, anh em lấy cái hộp quẹt, anh em mở cái này ra, lấy hộp quẹt thì anh em tự mua cái bình ga du lịch nha anh em. Anh em lên mạng gõ bình ga du lịch thì nó sẽ có những cái kiểu bình ga vậy. Đó, anh em tự sự, mình chỉ bán cái bếp cho anh em ok thôi. Bếp này, ví dụ như anh em đi camping nè, cắm trại nè, đặt lên nấu thì cái bình ga nó xa ra, anh em không có sợ. Đấy, và nó tiết kiệm cái diện tích nữa, nhỏ xíu á. Bằng inox à, đẹp lắm. Nó chưa có lên lửa luôn á, mà tại mình lên lửa nó hư cái cục nấm đánh lửa ở đây rồi nha anh em. Anh em nào về thích thì chế cái nấm đánh lửa ở đây, còn không thì để xài cũng được không sao. Những anh em hút thuốc thì bình thường, không có gì hết. Rồi, ok ha. Đây anh em, thì mình sẽ ví dụ cho anh em nha. Đây là mình vặn bằng tay, chưa có kính hoàn toàn. Đó, mình không có làm kính tại chút tháo ra nó cực. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ha. Thì khi mà anh em mở nè, cái này nó không có chạy. Đó, thì cái này là khi mà ví dụ như anh em có một cái đầu dây khác anh em kết nối vô. Đó, ví dụ như anh em có một cái đầu khác anh em kết nối vô nè. Đó, lúc này nước nó mới chạy ra nha anh em. Đó, thì cái này nó là cái để ngắt cái điểm kết nối, ví dụ như anh em xài cho dây dầu hoặc là dây nước. Thì khi mà anh em muốn di dời cái gì á, hoặc là chuyển dây hoặc là gì đó, nó không có bị mất cái lượng dầu hoặc là lượng nước trong này nha anh em. Rồi, bây giờ mình tháo ra nè. Đó, nước thì ở đây nó vẫn chạy. Nó rỉ ở đây là bình thường nha. Còn ở đây nó sẽ ngắt kết nối, cái này là chưa xài. Anh em xài cho nước nóng tối đa là 80 độ. Ok. Đó, nhẹ nhàng. Áp tối đa chịu này được là 30kg. Anh em vẫn xài được 45kg trong điều kiện là tức thời. Cái này không bị tét, đồng không bị tét, anh em yên tâm luôn. Rồi, ok nha. Rồi, đó, mới chưa xài 100%. Ngắt nước rất là đã nha anh em. Đó, tại vì răng 21 rất là to. Một bộ như vậy là 480.000. Quá đẹp, chưa xài. Cái bộ này mình sẽ giữ lại để mình xài nè. Còn những bộ khác thì mình sẽ giao cho anh em, chưa xé bọc. Rồi, anh em, thì đây mình sẽ lấy cái cát này là cái cát trắng nha anh em. Cát này là cát hồ cá. Đây, cát này là cát hồ cá nha. Anh em nhìn nè. Đó, cát này mua ngoài cát dành cho hồ cá đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử nha. Để mình cắm cái ống dây vô cái đã anh em. Rồi. Đây, mình sẽ thử ở đây ha. Anh em nhìn cái này nè.
Đây, ra đây nhìn cho nó dễ. Cái màu xanh ha, mình phá sơn này kia đó, dính cái dẻ. Rồi, mình phá sơn cái này ha. Em thấy ghê không? Rồi, quá bắn luôn anh em ơi. Đó. À, cái con này sử dụng cho app rồi, đang quay cái nó rớt cái điện thoại anh em, thì nó sử dụng cho app khoảng tầm là 3 đến 400 kg nha nè. Đó, cái này mình thử app có 100 à. 100, 120 gì à. Đó, cái sơn nè, nó lột tới thép luôn. Thì anh em sử dụng bắn cát phá này kia. Ok. Anh sử dụng cho cát ướt nha nè. Đó rồi, tất cả những cái này là hoạt động ok hết nha nè. Đó thì cái cây đó mình bán là 1,8 triệu đây. Thì anh em xài anh em lưu ý là anh em bọc cái này lại, không có để cho nó rớt nó cứng nha. Bể cái này là mình thô hết cứu, là 1,8 triệu của anh em là dục ra sông ra biển. Đó, ngoài bãi nó không rớt, nhưng mà nhiều khi về anh em xài nó rớt thì sao, ai biết được. Rất là đẹp nha anh em. Đó, dây nhợ này kia hút cát lưu lượng lớn luôn, bắn phát nào là tê phát đó, tại vì mình không dám bắn nhiều. Rồi cái mã cuối cùng nha nè. Mã cuối cùng thì mình có cái bình để anh em chữa cháy vào cái mùa nóng đó. Thì nhiều khi anh em không có để ý tới này, thì vô cái mùa nóng thì nó nguy hiểm nha nè. Tổng chiều dài của nó là khoảng tầm 40 nha nè, tại vì mình kéo cái thước không có hết. Và toàn bộ của bằng này sẽ là nhôm hợp kim nguyên khối, rất là ấy, mình thử hít 500 nè, rất là ít những chi tiết sắt nha nè, chỉ có ốc thôi nè, có con ốc thôi đó, còn lại là tán này kia. Với cái tay cầm là như mình hay nói là nó vẫn phải bằng sắt, còn lại toàn bộ là hộp kim nhôm đó. Hộp kim nhôm đây, mới chưa xài ha. Thì cái này áp của nó đang căng là tầm 110 kg đó, nhân cho 10 MPa nè là 100, khoảng 110 kg đó. Và cái này nó sẽ được sử dụng cho đám cháy thông thường, hai là đám cháy dầu, và thứ ba là đám cháy điện ha. Chất liệu của nó là ABC. Đó, con này rất là rõ ràng cho anh em, phạm vi nhiệt độ sử dụng là âm 30 đến 60 độ nè. Trọng lượng chữa cháy là 3 kg nè, cả bình nữa là 3,9 kg nè. Nó áp thử là 16 kg nè. Đó. Còn cái này là không có hạn sử dụng nha nè, là anh em để lâu được ha. Mắc in ra băng anh em ha. Thì cái vấn đề này nó nhạy cảm nên là mình không có nói rõ chi tiết. Đó, thì đây là một cái bình rất là chất, anh em có thể đặt lên xe để tự anh em cứu lấy mình. Đó, khi mà có cái sự cố, thứ nhất là xe, thứ hai ở những cái ổ điện hoặc cái này kia, để khi trong nhà nó có sự cố anh em, ở bếp này kia đó. Nói chung là vào cái mùa này nắng nóng này thì mấy trăm ngàn thôi, nó cũng không có giải quyết được gì nhiều, nhưng mà nó giúp cho anh em an toàn ha. Đôi khi anh em chỉ cần cái giá trị một lần sử dụng thôi là quá ok luôn đó. Nhiều khi trẻ con nó nghịch lửa nữa, nó có thể gây ấy, thì mình tự trang bị cho chính mình nha anh em. Rất là gọn nhẹ, anh em có thể xách đi cũng được, phụ nữ dễ thao tác đặc biệt luôn. Quan trọng nhất là khi có cái việc gì á, phụ nữ cực kỳ dễ thao tác nha anh em. Đó, còn những cái bằng sắt bằng gì á, nó nặng thì khó thao tác đó, đến khi có việc thì không xài được nó lại bực mình. Dây rất là mềm và dẻo, đây dây này là y như những dây hơi ngoài bãi luôn nè. Đó, đây anh em thấy không nè, rất là mềm đó. Những anh em nào mà chơi đồ bãi lâu năm thì biết cái này rồi, rất là mềm dẻo nè, dây mình hay bán đó anh em. Đó thì cái này đồ bãi mới chưa xài ha, 650.000 một bình nha anh em. Đó, mới nguyên luôn, chưa sử dụng nè, đầy đủ hộp này kia bên này. Thì cái này nó nhạy cảm thì anh em có thể inbox mình gửi hình ảnh chi tiết của nó qua cho, chứ mình không dám đăng nhiều. Đó, anh em nào cho làm ăn thì sẽ biết cái này nó nhạy cảm cỡ nào ha. Rồi, rất là đẹp nha anh em, chưa xài cực kỳ đẹp luôn, cầm trên tay là bao chất luôn, nữ cầm cũng được luôn. Nói chung là rất là tiện, dễ sử dụng và giúp tăng cái an toàn bảo vệ tài sản cho anh em vào cái mùa nắng nóng này. Điện dầu điện dầu còn ga thôi nha anh em, điện nè, dầu, thay vì phải dùng cát thì dùng cái này. Quá ok, 3,9 kg, chất chữa cháy là 3 kg, xài rồi nạp lại được nha anh em, nạp lại được. Đây, mở ra nạp lại, ok rồi, bye bye anh em.